Xin kính chào quý vị và các bạn đã theo dõi kênh tin bóng đá. Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi rất vui và vinh dự khi thời gian qua là nơi truyền tải thông tin bóng đá mới nhất trong nước và quốc tế đến quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, tạm xa các trận đấu cúp hấp dẫn ở giải châu Âu thì vào cuối tuần này, vòng 9 giải Ngoại hạng Anh mùa giải 2024 2025 sẽ trở lại với những trận đấu cực kỳ hấp dẫn, trong đó tâm điểm là màn so tài trên sân Emirates giữa câu lạc bộ Arsenal và Liverpool. Đây là trận đấu mà Arsenal không được phép thua bởi sau vòng đấu thứ 8 vừa qua với thất bại 0-2 trên sân của Bournemouth thì hiện tại pháo thủ đang kém đội dẫn đầu là chính Liverpool với khoảng cách là 4 điểm. Nếu tiếp tục thất bại vòng đấu thứ 9 này thì khoảng cách điểm số giữa hai đội sẽ nâng lên thành 7 điểm như vậy là việc mà Arsenal có thể hoàn thành mục tiêu vô địch Ngoại hạng Anh mùa giải năm nay sẽ cực kỳ khó khăn. Qua trận đấu này thì ở vòng 9 giải Ngoại hạng Anh mùa giải năm nay còn có cuộc so tài uh, trong chuyến làm khách của Manchester United trên sân của West Ham United hay uh, chuyến làm khách trên sân uh, Southampton của Newcastle. Đây là những trận đấu được xem là tâm điểm của vòng đấu thứ 9. Và trong video này xin mời quý vị và các bạn sẽ cùng với chúng tôi tìm lại kết quả thi đấu các trận đấu ở vòng đấu thứ 8 vừa qua cũng như là bảng xếp hạng mới nhất và lịch thi đấu chi tiết ở vòng 9 giải Ngoại hạng Anh mùa giải năm nay. Khi bước vào vòng đấu thứ 9 ngoại hạng Anh mùa này, chúng ta cùng nhìn lại kết quả cũng như bảng xếp hạng giải ngoại hạng Anh mới nhất. Ở vòng đấu thứ 8 chứng kiến địa chấn đầu tiên của mùa giải khi câu lạc bộ Bournemouth dù bị đánh giá thấp hơn nhưng bất ngờ giành chiến thắng 2-0 trước Arsenal. Ngoài ra chúng tôi xin được chúc mừng cổ động viên các câu lạc bộ Liverpool, Manchester United, Brighton, West Ham United, Manchester City, Leicester City, Tottenham đây cũng chính là những đội bóng có được 3 điểm ở vòng đấu thứ 8 vừa qua. Theo ở vòng đấu gần nhất, câu lạc bộ Liverpool đã có chiến thắng 2-1 trên sân nhà Anfield trước đại kình địch Chelsea. Manchester City cũng có chiến thắng 2-1 trên sân của Wolverhampton. Câu lạc bộ Manchester United có chiến thắng vất vả 2-1 trên sân nhà trước Brentford. Câu lạc bộ Tottenham có chiến thắng đậm 4-1 trên sân nhà trước West Ham United. Aston Villa giành chiến thắng đậm 3-1 trên sân của Fulham. Newcastle nhận trận thua 0-1 trên sân nhà trước Brighton. Câu lạc bộ Southampton nhận thất bại 2-3 trước Leicester. Câu lạc bộ Ipswich thao nhận thất bại 0-2 trên sân nhà trước Everton. Sau vòng đấu thứ 8 bảng xếp hạng, Premier League không có nhiều thay đổi ở nhóm dẫn đầu. Cụ thể dẫn đầu vẫn là câu lạc bộ Liverpool với 21 điểm. Đứng thứ hai là Manchester City với 20 điểm. Đứng thứ ba là câu lạc bộ Arsenal với 17 điểm. Cùng có 17 điểm và đang đứng thứ tư là Aston Villa. Đứng vị trí thứ 5 lần lượt là câu lạc bộ Brighton với 15 điểm. Đứng thứ sáu với 14 điểm là câu lạc bộ Chelsea. Đang có 13 điểm và xếp các vị trí thứ bảy và thứ 8 đang là câu lạc bộ Tottenham và Nottingham Forest. Đang xếp thứ 9 với 12 điểm là Newcastle United. Đang cùng có 11 điểm và xếp các vị trí thứ 10, 11 và 12 lần lượt là câu lạc bộ Fulham, Bournemouth và Manchester United. Ở vị trí thứ 13 là câu lạc bộ Brentford với 10 điểm. Đứng thứ 14 là câu lạc bộ Leicester City với 9 điểm. Đứng thứ 15 và 16 là câu lạc bộ West Ham và Everton với 8 điểm. Đứng thứ 17 là Ipswich Town với 4 điểm và 3 vị trí cuối cùng trên bảng xếp hạng gồm Crystal Palace với 3 điểm, trong khi Wolverhampton và Southampton mới có 1 điểm. Theo lịch thi đấu thì vòng 9 ngoại hạng Anh sẽ diễn ra trong 2 ngày là 26 và 27 tháng 10. Theo đó trận đấu sớm nhất là màn so tài giữa câu lạc bộ Leicester City và Nottingham Forest diễn ra lúc 2 giờ sáng ngày thứ bảy ngày 26 tháng 10. Đây là màn so tài của hai đội bóng đang có phong độ ấn tượng, đặc biệt là Nottingham Forest. Tuy nhiên bầy cáo lại có ưu thế sân nhà ở trận đấu này. Trong ngày thứ bảy ngày 26 tháng 10 còn có 5 trận đấu khác diễn ra, trong đó 4 trận đầu cùng diễn ra lúc 21 giờ. Cụ thể trên sân nhà Manchester City tiếp đón Southampton, một chiến thắng đậm được dự báo nghiêng về man xanh ở trận đấu này. Ngay cả cổ động viên lạc quan nhất của Southampton cũng không dám nghĩ sẽ có điểm ở ETH. Bên cạnh cuộc so tài này còn có trận đấu Brentford tiếp đón Eastwick Town, Brighton tiếp đón Wolverhampton, Aston Villa tiếp đón Bournemouth. Trận đấu muộn nhất ngày thứ bảy là cuộc so tài giữa Everton và Fulham diễn ra lúc 23 giờ 30 phút. Trong ngày Chủ nhật 27 tháng 10, vòng 9 ngoại hạng Anh sẽ còn 4 trận đấu nữa. Vào lúc 21 giờ sẽ có 3 trận đấu diễn ra, câu lạc bộ Tottenham làm khách của Crystal Palace, câu lạc bộ Chelsea trên sân nhà tiếp đón Newcastle, Quỷ đỏ thành Manchester làm khách của West Ham United. Trận đấu muộn nhất ngày chủ nhật cũng là trận Super Sunday ở vòng đấu này, chính là cuộc so tài trên sân Emirates giữa Arsenal và Liverpool. Trận đấu này pháo thủ không được phép thua. Nếu không khoảng cách của họ và chính Liverpool đội đang dẫn đầu sẽ tăng lên thành 7 điểm. Trận đấu muộn nhất vòng 8 ngoại hạng Anh mùa này là cuộc so tài giữa câu lạc bộ Nottingham Forest và Crystal Palace diễn ra lúc 2 giờ ngày 22 tháng 10. Được biết 20 câu lạc bộ tham dự sân chơi lớn nhất dành cho các câu lạc bộ bóng đá của Anh mùa giải năm nay gồm có: câu lạc bộ Bournemouth, Arsenal, Aston Villa, Brentford, Brighton, Chelsea, Crystal Palace, Everton, Fulham, Ipswich Town, Leicester City, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Newcastle United Nottingham Forest Southampton, Tottenham Hotspur, West Ham United và câu lạc bộ Wolverhampton. Kết thúc mùa giải 2023-2024 nhà đương kim vô địch là Manchester City với 91 điểm hơn đội đứng thứ hai là Arsenal 2 điểm. Đội đứng thứ ba là câu lạc bộ Liverpool với 82 điểm và xếp thứ tư là Aston Villa với 68 điểm. Đứng thứ 5 là câu lạc bộ Tottenham Hotspur với 66 điểm, đứng thứ sáu là Chelsea với 63, đứng thứ bảy là Newcastle với 60 điểm. Đứng thứ 8 là Manchester United với 60 điểm. Với vị trí trên bảng xếp hạng ngoại hạng Anh mùa trước thì bốn đại diện của Premier League sẽ tham dự đấu trường cúp C1 châu Âu mùa này là Manchester City, Arsenal, Liverpool và Aston Villa. Hai đại diện tham dự Europa League là Tottenham Hotspur và Chelsea. Tuy nhiên do câu lạc bộ Manchester United vô địch FA Cup vì thế họ sẽ chiếm vị trí của Chelsea. Qua đó, câu lạc bộ Tottenham Hotspur và Manchester United sẽ đại diện nước Anh tham dự Cúp C2 châu Âu và đẩy The Blue phải đá ở Europa Conference. Ba đội bóng được xác định xuống hạng khi mùa giải trước khép lại gồm câu lạc bộ Burnley, Luton Town và Sheffield United. Đây cũng chính là ba tân binh ngoại hạng Anh mùa giải trước. Họ chỉ có vỏn vẹn một mùa giải được hít thở không khí ngoại hạng Anh trước khi trở lại giải hạng nhất ở mùa này. Như vậy nhìn vào danh sách 20 đội bóng tham dự Premier League mùa giải 2024-2025 thì ba đội bóng tân binh mùa giải này gồm Leicester City, Ipswich Town và Southampton.